Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mercava Việt Nam, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đối thoại truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân và doanh nghiệp tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua tình trạng vi phạm các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa được khắc phục triệt để. Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra. Tình trạng người lao động sau khi nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhiều, dẫn đến một lực lượng lớn người dân rời hệ thống bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn năm 2023 là diễn đàn quan trọng thiết thực nhằm thông tin một số điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Lắng nghe các doanh nghiệp, khu công nghiệp Lộc Sơn chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành chức năng giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp các đơn vị nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt, hướng đến đảm bảo đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động.